Hello, xin chào tất cả anh em. Là em Huệ nhé. Em Huệ shop linh kiện thang máy hôm nay lại đem đến cho anh em một số mặt hàng thang máy công nghiệp mới về anh em nhé. Đó. Nào, ở đây thì em có rất là nhiều linh kiện mới về nhé. Anh em có thể lướt qua một vòng. Đấy. Có được sản phẩm nào thì có thể inbox qua Zalo số điện thoại 035 373 000 cho em nhé. Đấy. Rồi, buổi tối hôm nay thì em sẽ live stream và 8 giờ tối anh em nhé. 8 giờ tối em sẽ live stream và có một cái món quà đó là bộ đèn LED này này. Anh em chú ý đón xem nhé. Thế lệ tham gia để nhận quà cũng rất đơn giản thôi. Những anh em nào mà đã đăng ký kênh và comment số điện thoại xuống dưới nhé thì sẽ có một phiếu, và những anh em mua hàng sẽ có một phiếu nữa nhé. Đấy, anh em comment xuống dưới rồi thì là có một phiếu rồi, nếu mà mua hàng nữa thì sẽ có một phiếu nữa nhé. Hai bộ đèn đầy đủ cho anh em. 8 giờ tối ngày hôm nay nhé, sẽ có chương trình quay số cho anh em. Đấy. Rồi, mã đầu tiên hôm nay lên cho anh em này. Đấy. Mã R1 này, có giá là 100.000 đồng một cái nhá. Ở đây thì em có những cái lọc khí này. Đấy, lọc khí SMC của Nhật sản xuất tại Trung Quốc nhá. Hàng của Nhật sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, cái đầu nối đầu vào của nó sẽ là 16 cm này. Đấy, ống đầu ra là 8. Ống đầu ra là ống 8 mm nhá. Kích thước chiều dài tổng của nó sẽ là 15 cm nhá. Chiều rộng là 10 và độ dày là 8 nhá. Đấy. Có vị trí điều chỉnh áp ở đây nhé. Đấy, anh em có thể vặn nhé. Đấy, hơi nặng một chút anh em có thể vặn nhé. Có cái tay gá ở đây nữa nhé. Đấy, 100.000 đồng một cái mã R1 nhé. Tiếp theo là mã R2 thì có giá là 50.000 đồng một cái này. Ở đây là những con lọc bé hơn một chút nhé. Đấy, cũng là của SMC thôi. Nó chiều dài là 10,5 cm nhé. Chiều dài là 10,5 cm, mà bề rộng là 6 này, và độ dày của nó cũng là 6 cm nhé. Vẫn có tai bắt đầy đủ anh em nhé. Mã R2 nhỏ hơn một chút là 50.000 đồng nhé. Tiếp theo là mã R3 này. Ở đây thì em có một cái cụm đấy, cụm dập, nó gọi là như kiểu là cụm, không phải là cụm dập đâu, mà nó cái cụm này. Ở đây có thể có lên xuống này đấy, và ở đây có thể một cái chốt nữa này. Anh em có thể về làm những cái cơ cấu. Đấy, ở dưới này sẽ có những cái lò xo nhé. Ở dưới đây sẽ có những lò xo anh em về chế cháo những cơ cấu nhé. Ở đây thì sẽ có này, 1 này, 2, 3 cặp trượt ở bên trong nhé. Đấy, thêm dây trượt nhỏ nữa này. Và thêm một số cái miếng nhôm, thanh nhôm, khung nhôm ở đây nữa nhé. Đấy, kích thước chiều dài này. Chiều dài em tính cả cái tay cần, tay cầm này, tay 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 gập này này. Đấy. Chiều dài của nó sẽ là khoảng 16 cm nhé. 16 nhé. Chiều rộng ở đây sẽ là 13,5 và độ dày ở đây là 10,5 cm nhé. Mã R3 sẽ có giá là 120.000 đồng một cái nhé. Một cụm nhé. 120.000 đồng một cụm anh em nhé. Tiếp theo là mã R4 này. Ở đây thì em có những cái ke góc bằng inox này. Bề rộng là 5 này, dài là 4,5 và đế của nó sẽ là 1,7 nhé. Đấy, độ dày của nó là 2 mm. Mã R4 sẽ có giá là 120.000 đồng. Sẽ có 2, 4, 8, 12, 20 cái nhé. 120.000 đồng 20 cái ở đây nhé. Đấy, ở dưới đây. Đó. Mã R4 120.000 đồng một combo đấy anh em nhé. Đấy, tiếp theo là mã R5 này. Mã R5 sẽ có giá là 100.000 đồng 4 cái trục bằng inox này. Trục bằng inox có hai đầu, một đầu đực một đầu cái nhá. Đấy, gen là M8 anh em nhé. Chiều dài tổng thể là 13,8 này, đường kính là 2 cm nhé. Đường kính là 20 mm, 2 cm đấy. Đó. Toàn bộ được trục là bằng inox. Ở đây thì có một cái vị trí vật phát để cho anh em có thể dùng cà lê mọ lết để vặn nhé. Mã R5 sẽ có giá là 100.000 đồng 4 cái này. Tiếp theo là mã R6 nhé. Mã R6 sẽ có giá là 30.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái trục bằng thép này. Có chiều dài là 26 cm này. Đấy, đường kính trục là 25 mm, 2,5 cm này.
Đấy, giá là 30.000 đồng một cái, hai đầu thì có lỗ anh em nhé. Hai đầu thì có lỗ Taro sẵn gen rồi. Mã giờ 6 30.000 đồng một cái cho anh em. Tiếp theo là mã R7 này có giá là 120.000 đồng này. Ở đây thì em có một cái trục trượt có chiều dài là 18 cm này. Đường kính trục ở đây là 2 cm nhá. Đấy, bên trên này có một cái đai ôm này, có nghĩa là đai ôm chống trượt nhá. Anh em có thể dịch chuyển lên đây để cho cái hành trình nó xa hơn. Ở bên trên thì có một cái chốt này. Khi vặn thì con này sẽ trượt đi trượt lại được. Còn khi mà chốt nó lại này thì nó sẽ là không trượt đi trượt lại được nhá anh em nhá. Đấy. Chiều dài của nó sẽ là 18 cm này. Đấy. Một đầu thì không có taro gen và một đầu có taro gen nhé. Nên là một đầu này thì nó sẽ cố định xuống dưới này và đầu này để tránh rút ra được nhé. Đấy, nó cố định rút bằng quần ốc ở đây nhé. Mã R7 có giá là 120.000 đồng. Tiếp theo là mã R8 này. Mã R8 có giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng một cái chân. Đấy, một cái chân gá cho những cái anh em có thể chế cho gá những bộ đèn này, gá camera này, gá đủ thứ luôn. Đấy, cái này về chế cháo cũng rất là đẹp này. Hoặc là anh em có thể gắn vào tường treo những cái bộ đèn treo tường này. Đấy, cũng rất là đẹp nhá. Đấy, chất liệu được là bằng nhôm và inox anh em nhá. Giá là 100.000 đồng một cụm như thế này nhá. Đấy, chiều dài tổng thể là 18 này. Đấy. Chiều dài 18 này, phần rộng này. Rộng nó sẽ là 11,5 này. Đấy, và cái độ dày này nó sẽ là 4,5 nhá. Đấy, đã em đo kích thước tổng quát cho anh em nhá. Mã R8 thì có giá là 100.000 đồng một cái nhá. 100.000 đồng một cái này nhá. Tiếp theo là mã R9 này. Mã R9 có giá là 60.000 đồng. 60.000 đồng một cái nhá. Đấy, cái này trục này bằng thép nhá. Cái này cũng bằng thép luôn, cái đế nhôm, cái đế này bằng thép luôn nhá. Nó là cái đế ôm trục. Đấy, hoặc là anh em có thể tháo nhẹ nhẹ ra thì nó cũng vẫn có thể trượt được nhá. Nhưng mà anh em thường thì làm những cái ôm trục thôi. Kích thước chiều dài vẫn là 18 cm nhá. Một đầu có taro độ gen nhá. Đầu này có 4 ốc này để bắt xuống dưới này. Gọi là mình làm những cái đầu ôm cho trục nhá. Đấy, anh em nới lỏng con ốc này ra thì cái trục này có thể trượt đi được. Đó. Mã R9 này sẽ có giá là 60.000 đồng một cái nhé. Toàn bộ thì được làm bằng thép nhé. Đấy, kích thước cái con này là 6,5 nhân là 4,5 nhé. Đấy. Và chiều cao của nó là 5 cm. Mã R9 nhé, 60.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo đây là mã R10 này, sẽ có giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng một cái hộp như này. Ở đây thì em có những cái hộp bằng nhôm này. Đấy, hộp bằng nhôm có kích thước là 15,5 này. 15 cho vuông anh em nhé. 15 x 15 này. Và dài ở đây là 16 cm này. Có tay cầm anh em nhé. Ở dưới đế thì nó cắt khuyết như thế này nhé. Đấy. Hàng tháo máy thì họ máy thì nó có hơi bị cong một chút này, anh em thấy hơi bị cong không? Anh em về có thể nắn lại được nhé, hơi bị cong một chút nhưng mà hình dáng của nó vẫn còn gọi là được vuông nhé. Đấy, mã R10 100.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã R11 anh em nhé. Mã R11 có giá 60.000 đồng một tấm này. Ở đây những tấm lưới bằng inox có chiều dài là 56 cm và rộng 19 cm nhé. Đấy, dài 56 rộng 19 nhé. Mã R11 có giá là 60.000 đồng anh em nhé. 60.000 đồng một tấm nhé. Tiếp theo là mã R12 có giá là 40.000 đồng. Ở đây thì em có những cái khung, cái khung cho những cái đèn led nhé. Led thì bị cháy hết rồi. Ở đây thì còn trơ lại khung thôi, khung bằng nhôm nhé. Cho anh em về chế những cái bộ đèn. Đấy, ở đây là những cái chụp bên trên này. Đấy, cho anh em về chế những cái đèn vào đây nhé. Đó. Khung được làm bằng nhôm.
Xung quanh này nó làm bằng nhôm này, và cái mặt này được làm bằng thép này. Đấy. Kích thước chiều dài ở đây là 25,5 cm này, chiều rộng là 5,5 và độ dày của nó là 3,5 cm nhé. Mã R12 40.000 đồng một cái nhé. Rồi tiếp theo ở đây là mã R13 này. Mã R13 sẽ có giá là 400.000 đồng một bộ 4 bánh AC600 Karimaster này. Một bộ 4 bánh AC300 Karimaster có chiều cao là 10 cm nhé. Có đế tăng chỉnh cố định này. Đấy. À, mặt bích bên trên là 9 x 9 cm nhé. Hàng của Hàn Quốc anh em nhé. Đấy. AC600 600 kg trên một bánh nhá. Một 6424, một bộ 4 bánh thì sẽ khoảng 2,4 tấn nhá. Đấy. Tiếp theo ở đây là mã R14 này, có giá 60.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những con lăn bằng inox nhé. Ở đây là những cái con lăn bằng inox có chiều dài tổng thể là 28 cm này. Phần con lăn nó sẽ dài là 25 cm nhé. Đấy. Đường kính con lăn là 32 mm và đường kính trục là 1 cm 10 mm nhé. Mã R14 60.000 đồng anh em nhé. 60.000 đồng một cái lăn đấy. Tiếp theo là mã R15 này. Em có những cái miếng nhôm. Em tháo máy ra được nhé. Hình dáng thì có 4 miếng như nhau với một miếng nó ngắn hơn một chút này. 4 miếng nó như nhau và một miếng nó ngắn hơn một chút này. Đấy, kích thước chiều dài là 12,8 này, rộng 7 này và độ dày là 1 này. Con này thì dài ngắn hơn, con này ngắn hơn một chút thôi là 10,5 thôi. Đấy, tổng là 5 miếng nhá, có giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng 5 miếng mã R15, hình dáng thì giống nhau anh em nhé. Tiếp theo là mã R16 này. Sẽ có giá là 90.000 đồng. 90.000 đồng 6 miếng này. Kích thước là dài 12 này. Rộng 5,6 này và độ dày là 8 mm nhé. Mã R16 có giá 90.000 đồng 6 cái nhé. 90.000 đồng 6 miếng này nhé. Tiếp theo là mã R17 sẽ có giá là 90.000 đồng một cái bản lề bằng nhôm nguyên khối nhé. Bản lề nhôm nguyên khối này. Đấy. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 11,8 này. Đấy, chiều rộng ở đây là 10 này và độ dày là 1 cm nhé. Đấy, mã R17 có giá là 90.000 đồng. Đấy, bản lề bằng nhôm nhé. Đây những cái lỗ anh em bắt ốc xuống dưới ở đây. Ở đây có một cái nắp anh em cậy ra thôi. 90.000 đồng một cái mã R17 nhé. Tiếp theo mã R18 này, có một con lăn bằng nhựa như thế này này, giá là 70.000 đồng 2 cái anh em nhé. 70.000 đồng 2 cái nhé. Con lăn nhựa này thì nó hơi bị móp một chút ở cái vòng bi này, cái vỏ của vòng bi nhé. Cái nắp của vòng bi nó hơi bị móp một chút này. 70.000 đồng 2 cái và đường kính của nó sẽ là 6,5 cm này và độ dày là 3,5 cm nhé. Mã R18 70.000 đồng 2 con lăn này nhé. Mỗi mặt thì sẽ có 2 cái bạc đạn. Tổng là 4 cái bạc đạn rồi. Đó. Tiếp theo là mã R19 anh em nhé. Mã R19 em ở đây có một cái cơ cấu lò xo. Lò xo nó sẽ nhún nhảy như thế này. Bên trong có lò xo, bên ngoài là bằng thép nhé. Có thể nhấn nhún như thế này này. Đấy. Vặn bốn cạnh bên là được. Đấy. Vặn nó lại nhá. Đấy. Xong đó là ở đây có cơ cấu nhún nhảy dập dập này. Đấy. Giá là 40.000 đồng một cái, toàn bộ bằng thép anh em nhé. Đường kính của nó là 5 cm và độ dày là 3 cm anh em nhé. Mã R19 40.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã R20 này. Mã R20 ở những cái đế thép như này.
có giá là 100.000 đồng hai cái nhé, 100.000 đồng hai cái. Đường kính của nó là 9,2 và chiều cao toàn bộ là 7 cm nhé. Đấy. Ở đây thì em có những cái móc bằng inox này. Đấy. Móc bằng inox mã R21 có giá là 70.000 đồng hai cái nhé, 70.000 đồng hai cái móc bằng inox nhé. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 22,5 cm này, kích thước chiều dài là 22,5 cm nhé. Đấy. Độ dày của móc này là 5 mm anh em nhé, độ dày của móc là 5 mm. Đây, ở đây thì có những cái lỗ cho anh em bắt ốc hoặc là cố định nhé. Đấy. Mã R21 70.000 đồng hai cái nhé, 70.000 đồng hai cái móc. Tiếp theo là mã R22 này. Mã R22 có giá là 20.000 đồng. 20.000 đồng một cái ke bằng nhôm như thế này nhé. Đấy. Một cái ke bằng nhôm như thế này, có kích thước là rộng 7 này, dài là 7,8 này, đế là 4,2 cm này. Đấy. Anh em có thể dùng ke góc hoặc là gá những cái động cơ ở đây nhé. Giá 70.000 đồng hai xin lỗi anh em, mã giá 20.000 đồng một cái nhé. Mã R22 nhé. R22 20.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã R23 này, sẽ có giá là 50.000 đồng một cặp này. Ở đây thì em có những cặp trượt này. Cặp trượt thì có chiều dài là 14 nhá. Và đường kính trượt là đường kính trục là 8 mm nhá. Đấy, và anh em lưu ý nhá, những con trượt này này, nó đã có những cái lằn ở đây rồi này. Những con trụ ở trong những cái trục này này, nó có những cái lằn ở đây nhá. Nó có cái lằn xấu, cái lằn khi mà con bi này nó tải nặng ấy, nhiều quá này, nó sẽ có cái lằn vào những cái thanh trục này rồi. Đấy, nó ví dụ bốn hàng bi của con này này. Con này có bốn hàng bi thì cái thanh trục nó sẽ có bốn cái lằn này. Anh em nhìn thấy này, một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái lằn sâu xuống nhá. Thế nên là con này nó sẽ bị rơ. Đấy, những cái con trục này nó sẽ bị rơ nhá. Đấy. Mã R23 nhá, 50.000 đồng ba cặp nhá. 50.000 đồng ba cặp như thế này. Đó. Nó bị rơ rồi. Đấy, 50.000 đồng ba cặp nhá. Tiếp theo là mã R24 này, có giá là 70.000 đồng một cái nhé, 70.000 đồng một cái. Ở đây thì em có những cái tay nắm bằng inox nhé, tay nắm tủ bằng inox này. Đấy. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 20 cm nhé, đường kính tay là 12 mm và chiều cao tay là 5 cm nhé. Mã R24 có giá là 70.000 đồng một cái nhé. Đấy. Bằng inox sẽ có lỗ ở đây để anh em bắt ốc nhé, tay nắm cửa nhé. Mã R27 70.000 đồng một cái nhé. Ai xin lỗi nhầm, mã R24 nhé. Nhiều khi hơi lộ một chút. Mã R24 70.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã R25 có giá là 100.000 đồng 15 cái nhé. 100.000 đồng 15 cái ke góc cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 nhé. Đấy, hàng Mitsumi của Nhật Bản nhé. Mitsumi của Nhật này. Đấy, mã của nó sẽ là 3 này. Đấy, bán rộng của nó sẽ là 3 này. Chiều dài là 4,5 x 4,5 nhé. Đấy, anh em lưu ý nhé, những cái keo nhôm 4 như thế này này, nó kén thanh nhôm định hình 4 nhé. Đấy, phải thanh nhôm định hình của Nhật thì nó mới lắp được. Tại vì khi mà lắp những thanh nhôm định hình ở bên ngoài thị trường ấy, nó sẽ bị cấn một chút của cái gà này nhé. Anh em nào về thì phải mài đi một chút hoặc mài phẳng thì đều được nhé. Đấy, hàng Mitsumi này của Nhật này. Đấy. Mã R25 có giá là 100.000 đồng 15 cái nhé. Ke góc của Nhật nó rất là dày. Nó dày tận là 8 mm. Tiếp theo là mã R26 này, 100.000 đồng 8 cái, cũng ke góc cho những cái thanh nhôm. Cái mặt của nó là 8 cm nhé. Đấy. Kích thước của nó là rộng 7 này, rộng 7 này, và hai chiều là 4 cm nhé. Độ dày cũng là 8 mm anh em nhé. Đây, hàng vẫn là hàng Mitsumi của Nhật thôi. Đó. Mã R26 100.000 đồng 8 cái ke góc nhé. 100.000 đồng 8 cái nhé. Tiếp theo là mã R27 này. Ở đây thì em có những con
cốc đạp của Hàn Quốc nhé, Hanzong của các Hàn Quốc, được làm bằng nhôm anh em nhé, giá 90.000 đồng một cái nhé. 90.000 đồng một cái cốc đạp này, mã R27 cho anh em nhé. Tiếp theo là cái này như nhau rồi. Tiếp theo là mã R28 nhé, có giá là 230.000 đồng một cặp nhé, 230.000 đồng một cặp ti thủy lực của Hàn Quốc nhé, Made in Korea nhé. Đấy, ở đây thì nó chỉ 40N thì 400 new thì nó chịu được 40 cân nhé. Đấy. Đấy, 40 kg nhé. Ở cái trước chiều dài của nó sẽ là 36 cm nhé, 36 cm nhé. Phần đường kính ti ở đây là 1 cm và đường kính bầu ti là 22 mm nhé. Đấy. Đây, hàng GS của Korea này, và nó ghi thông số là 400N là 400 Newton đấy, thì nó sẽ chịu được là 40 kg nhé. Đấy. Đấy. Mã R28 này 230.000 đồng một cặp cho anh em nhé. Tiếp theo mã R29 này 40.000 đồng một thanh nhé. Ở đây thì em có những thanh nhôm có chiều dài là 38 này, chiều rộng là 2,5 này, và độ dày là 1 cm nhé. Mã R29 40.000 đồng một thanh nhé, 40.000 đồng một thanh. Tiếp theo mã R30. Đấy, mã R30 100.000 đồng một cái nhá, 100.000 đồng một cái kéo hơi. Đấy, kéo hơi hàng của Đài Loan anh em nhé. Kéo hơi hàng của Đài Loan. Đó, có kích thước chiều dài ở đây là 21 cm này. Đấy, kích thước là 21 cm, chiều rộng là 3,8 và độ dày nó cũng là 3,8 cm nhé. Kéo cực kỳ sắc anh em nhé. Đấy, ở trên nhà máy thì nó cắt những cái quai khẩu trang. Đấy, cắt vải nhé. Mã R30 100.000 đồng một cái nhé. Đầu ống hơi ở đây là đầu ống 6 mm anh em nhé. Đấy. Đấy, tiếp theo mã R31 này sẽ có giá là 80.000 đồng một cái này. Ở đây thì đang có những cái chốt. Đấy, cái chốt này làm được toàn bộ bằng inox anh em nhé. Đấy. Khi mở chốt thì anh em phải bấm cái này này. Ở đây có một cái lẫy này, anh em bấm vào và anh em gạt nó lên thì nó mới được. Đấy. Một bộ của nó sẽ gồm một cái đầu móc này và một cái chốt như thế này. Đấy. Khi mà anh em bấm xuống nhá, chốt xuống nhá, thì cái này nó sẽ tự động gài luôn. Nó sẽ tự động gài luôn. Đấy, anh em không bấm cái này vào thì nó sẽ không không mở được nhá. Hàng này thì là hàng Protec. Đấy. Hàng toàn bộ bằng inox, xuất cho thị trường Nhật này, thị trường Mỹ này. Đấy. Ở đây thì có rất là nhiều những cái lỗ vị trí để anh em có thể bắt ốc nhé. Đấy. Cái này thường là những cái bộ gài trong những cái rương. Đấy. 80.000 đồng một bộ như thế này nhé. Kích thước chiều dài là 6,5 này, rộng là 4,5 và chiều cao của nó là 1,8 cm nhé. Mã R31 80.000 đồng một bộ nhé. Ở đây em còn 4 bộ thôi. Tiếp theo mã R32 này sẽ có giá là 40.000 đồng. 40.000 đồng một cái nhá, 40.000 đồng một cái tay nắm như thế này. 40.000 đồng một cái. Xin lỗi anh em, cái này là cái tay chốt chứ. Đấy, 40.000 đồng một cái này anh em mà. Lật lên này để mở này, vặn để mở này. Đóng lại nó như thế này này. Đấy, rất là tiện nhé. Đấy, rất là hay. Kích thước chiều dài của nó là 8,5 này, rộng là 4 nhá và độ dày toàn bộ là 6 nhá. Đấy, cái này thì anh em có thể chốt mở ở đây. Đấy. Ở đây thì có những cái ôm rồi, anh em chỉ cần làm những cái chốt cửa rất là mỏng hoặc vẫn có thể, cái cửa mỏng thì vẫn có thể sử dụng được nhé. Đấy, mã R32 40.000 đồng một cái như thế này nhé. Tiếp theo là mã R33 này sẽ có giá là 40.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con át tép nhé, át tép của Siemens. Siemens thì hãng át của Đức nhé, 10A. Nhưng mà hàng này thì nó lại sản xuất tại China nhé. Đấy. Hàng át tép chỉ cài ray thôi nhé. Đấy, hàng Siemens của Đức. Đấy, sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, con này là mã 10A, có nghĩa là nó chịu tải được 10A cho 220V nhé. Đấy. Giá là 40.000 đồng một cái mã R33 cho anh em này.
Tiếp theo mã R34 sẽ có giá là 60.000 đồng một cái này. 60.000 đồng một cái. Ở đây thì em có những con ad Schneider này. Schneider của Trung Quốc anh em nhé. Schneider sản xuất tại Trung Quốc nhé. Vẫn là chính hãng thôi, sản xuất tại Trung Quốc, công suất là 16A, giá là 60.000 đồng một cái nhé. Con này là ông hầu như là ad chống quá tải nhé. Đấy. Tiếp theo là mã R35 này, có giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng một cái 15A nhé. 100.000 đồng một cái 15A của Hàn Quốc anh em nhé. 100.000 đồng một cái 15A, hàng chống giật tháo máy của Hàn Quốc nhé. Đấy, hàng rất là chuẩn luôn. Giá là 100.000 đồng. Con này thì có thể là cài ray được và bắt được vít nhé. Đấy, 15A thì anh em sử dụng được là cho TV, cho tủ lạnh hoặc là máy điều hòa nhé, và cả bình nóng lạnh nhé. Và đó là những thiết bị sẽ dùng riêng một cái nhé. Đó. Tiếp theo là mã R36 này, có giá là 120.000 đồng một cái này. Con này là chống giật 10A. Đấy, chống giật 10A. Ở đây có thêm một cái tiếp điểm phụ nữa này. Đấy. À, con này là con sắt chip 24V nhé, có nghĩa là cắt con át này bị chip thì nó sẽ cắt chip bằng cái điện 24V đó. Đấy, hàng của Nhật nhá. Đấy, tiếp điểm bằng đồng rất là lớn này. 10A cho anh em nhé. Giá là 120.000 đồng một cái nhé. 120.000 đồng một cái mã R36 nhé. Tiếp theo là mã R37 này, những con át Bafa 30A nhé. Đấy, có chống giật nhé. Chống giật thì trong rò của nó là 100, 200 và 500 nhé. Đấy, giá là 200.000 đồng một cái nhé. 200.000 đồng một cái LCB này, 30A này. Đó, Bafa anh em nhé. Mã R37, 200.000 đồng một cái cho nha. Tiếp theo là mã R38 này, có giá là 30.000 đồng một cái này. Đấy. Ở đây thì em có những con át 15A. Đấy. Con át 15A nhé. Đấy. Của Nhật. Đấy. Nói kiểu như một cái công tắc gạt thôi. Đấy. Hàng của Nhật nhé. Nó kiểu như cái công tắc gạt này. Đấy. Giá là 30.000 đồng một cái mã R38 anh em nhé. Mã R38 30.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã R39 nhé. Mã R39 có giá là 380.000 đồng. 380.000 đồng một con bộ motor này. Con này là con motor hút nhé. Anh em lưu ý nhé, con này là con motor hút bụi. Đấy, motor của máy hút bụi 2.000. Công suất của nó là 2.000W này. Đấy, điện sử dụng là 230V nhé. Đấy, anh em lưu ý nhé, con này quay cực mạnh nhé. Con này quay cực mạnh đấy. Thế nên mà anh em về phải cố định thật chặt. Đấy, cố định thật chặt con motor lại. Đấy, tránh để nó quật nhé. Em bị quật một cái rồi. Thế nên mà anh em lưu ý nhé, nó công suất nó khởi động rất là mạnh luôn. Đấy, nó tận là 2.000W cơ mà. Nó cũng tận quay tận 2.000W, thế nên mà nó rất là mạnh. Nó giật nhá, lắc rất là mạnh. Anh em phải cố định được cái con này lại thì anh em bắt đầu hãy test nó nhá. Đấy, mã R39 380.000 đồng một con motor quạt hút này. Đấy, kích thước đường kính của nó sẽ là 13 này và chiều dài là 12 cm nhá. Đấy, mã R39 380.000 đồng một cái nhá. 2.000W anh em nhá. Tiếp theo là mã R40 này, có giá là 140.000 đồng. 140.000 đồng một cái 500 điện như này. 500 điện có chiều dài là 13 này, chiều rộng là 6 này và độ dày là 2.5 cm nhé. Mã R40 sẽ có giá là 140.000 đồng một cái 500 điện nhé. 140.000 đồng một cái con này thì nó được đổ đặc đèn như thế này rồi. Đấy. Tiếp theo là mã R41 sẽ có giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng một con 500 điện, có chiều dài ở đây là 21.5 này, chiều rộng là 7 này và độ dày ở đây là 4.3 cm nhé. Vẫn sử dụng điện 12 hoặc 24V anh em nhé. Anh em cấp điện 12 hoặc 24V là sử dụng nhé. Mã R41 350.000 đồng một con 500 to này.
Tiếp theo là mã R42 nhé, sẽ có giá 320.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những con nguồn 48V 6,7A. Đấy, điện sử dụng là 220V đầu vào nhé, đầu ra là 48V này. Kích thước chiều dài ở đây là 21,5 này, chiều rộng là 11,5 và độ dày là 3cm nhé. Đấy, con này tổng là 320W anh em nhé, tổng công suất là 320W. Mã R42 có giá là 320.000 đồng một cái nhé, những anh em mà lắp camera hay dùng 48V nhé. Tiếp theo mã R43 này, tháo được những con nguồn Manuel của Đài Loan này, 27V 27,8A nhé, 27V 27,8A. Con này 27V thì anh em có chỉnh xuống được 24V anh em nhé. Đấy, giá là 650.000 đồng một cái nhé, hàng siêu đẹp siêu mới này. Đấy, hàng siêu đẹp siêu mới. Mã R43 650.000 đồng một cái nhé. Điện vào cũng là 220V và điện đầu ra là 27V 27,8A anh em nhé. Tiếp theo là mã R44 này. Đấy, những bông quạt Futech của Đài Loan này. Đấy, Futech của Đài Loan nó có hai dạng, một dạng tem đen và một dạng tem xanh nhé. Dạng tem xanh thì với dạng tem đen thì nó chỉ có khác nhau một cái ấy thôi, còn công suất, thông số và kích thước như nhau nhé. Đấy, con này sử dụng điện là 230V này, công suất là 17W này. Đấy, 17W anh em nhé. Vuông của nó là 12 này và độ dày là 4cm nhé, 4 là tính cả phần lưới anh em nhé. Đó, mã R44 nhé, giá 90.000 đồng một cái nhé. Mã R44 nhé, quạt Futech của Đài Loan nhé. Tiếp theo mã R45 này, có những cái bộ nguồn adapter 12V 5A anh em nhé, giá là 100.000 đồng một bộ nhé. Rồi, mã R46 này, 100.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái đèn báo của Hàn Quốc nhé. Đấy, đèn báo của Hàn Quốc xanh đỏ vàng này. Đấy, ở đây thì có dây đấu nhé, 3 màu xanh đỏ vàng thì nó tương ứng nhé. Hàng thì hàng tháo máy, thế nên những cái vấn đề xước sát và móp méo, hư hỏng thì sẽ có nhé. Nhưng mà đèn thì nó vẫn sáng, những cái nhựa nó bị cậy hư thôi. Đấy, kích thước chiều dài là 21 này, chiều rộng ở đây là 9 này. Đấy. Đấy, và độ dày ở đây nó sẽ là 5cm nhé, 5cm. Đấy. Mã R46 nhé, sẽ có giá là 100.000 đồng nhé, 100.000 đồng một cái này nhé. Tiếp theo là mã R47 này. Em có một cái bảng báo nhiệt độ nhé. Giá là 450.000 đồng một cái nhé, 450.000 đồng một cái bảng nhiệt độ này. Đấy. Cắm thì cái đèn cắm thì cái nhiệt độ á, cái nhiệt độ nó đang nằm trong cái spec 23 đến 27 độ này. Hiện tại ở miền Bắc thì nó đang lạnh hơn, thế nên mà em cắm vào là cái còi này nó sẽ kêu nhá. Đấy, cắm vào còi nó sẽ kêu, thế nên mà em không cắm nhá. Đó, là ảnh hưởng đến người xung quanh, thế nên là anh em cần video test thì cứ inbox qua Zalo, bên em sẽ có nhân viên quay test cho anh em nhé. Đấy, mã R47 450.000 đồng một cái đèn báo nhiệt độ này, anh em có thể treo ở trong gia đình này hoặc là ở ngoài thiết bị nhé, ở ngoài nhà xưởng nhé. Anh em muốn nó không kêu thì anh em tháo nó ra. Đấy. Kích thước chiều dài ở đây là 45cm này, chiều rộng ở đây là 16 này. Đấy. Và độ dày ở đây sẽ là 5,5cm nhé, có quai gắn ở đây nhé. Hàng này thì hàng sản xuất của Trung Quốc, hàng Trung Quốc sản xuất nhé. Đấy, 450.000 đồng mã R47 anh em nhé. Tiếp theo ở đây thì em có một cái lu mã R48 này. Đấy, có giá là 250.000 đồng nhé. Ở đây thì ở dưới thì nó như thế này, ở dưới thì nó là thoáng hết như thế này này. À, cái đường kính ở dưới này, cái mặt dưới nó sẽ là 30cm nhé, 30cm nhé. Đấy, ở đây thì nó có một cái cửa này, ở đây có một cái cửa này, anh em có thể chế thêm cái bản lề vào đây để có thể mở ra mở vào nhé. Ở đây có một cái cửa này, ở đây nó đang là 4 ngoặc ốc này, anh em có thể chế mở ra mở vào nhé. Đấy. Riêng cái mặt đế này với mặt trên thì cố định bằng những con ốc đây, anh em có thể tháo rời luôn cả cái mặt này nữa.
Đó. Đấy. Ở đây thì anh em có thể làm một cái lu hoặc là làm những cái bị cái đồ để nướng nhá. Ví dụ anh em làm một cái bếp than ở dưới rồi, ở bên trên này. Ở bên trên này, anh em mà mua tự quay, chọc con gì ở đấy để anh em có thể quay đồ nướng, hoặc ở đây thì anh em có thể làm những cái lu đấy, chế cháo nhá. Đấy, kích thước chiều cao của nó là 38 nhá. 38 cm này. Đường kính cũng là 38 cm nhé. Và thép này nó dày 1 mm thôi nhé, 1 mm. Đấy, một cái này, một cái lu như này sẽ có giá là 250.000 đồng, mã R48 anh em nhé. Tiếp theo ở đây là mã R49 này. Mã R49 sẽ có giá là 1 triệu 150.000 đồng nhé, 1 triệu 150.000 đồng. Đấy. Ở đây thì em có một bộ khung motor và có sẵn motor nhé. Nó sẽ lên xuống được, có nghĩa là anh em cấp điện này và anh em dùng một cái sợi dây để đảo chiều này. Đấy, nó có sẽ là chạy lên, chạy xuống được anh em nhé. Nó có thể chạy lên chạy xuống được ở bốn xung quanh này, nó sẽ là có bốn cái trụ và có con trượt để lên xuống nhé, để cố định lên xuống nhé. Đấy, cái đường kính của trục này nó sẽ là 15 mm nhé. Đấy. Và ở đây này, cái chiều dài tổng thể này, chiều cao tổng thể này, chiều cao tổng thể của nó sẽ là 38 cm anh em nhé, 38 cm. Tất cả ở đây nó là mặt bằng thép này, mặt bằng thép thì nó mới chịu lực được tốt nhé. Đấy. Kích thước của cái mặt ở vị trí có động cơ nhé, nó sẽ là 30 cm, và cái mặt này nó sẽ là 28 cm nhé, 28 cm. Đấy, nó hoạt động bằng cách này, khi mà anh em cấp điện vào nhé thì nó sẽ chạy lên. Đấy, anh em đảo ngược cái cực của con tụ ấy thì nó sẽ lại chạy xuống anh em nhé. Đấy, nó sẽ lại chạy ngược xuống nhé. Đấy, có nghĩa là anh em chỉ cần đảo đảo cực thôi, đảo cực lại thôi, nó sẽ chạy lên chạy xuống thôi. Rất là đơn giản nhé. Đó. Đấy. Cái motor này là motor 10 15W anh em nhé. Đây, một con motor này là một con motor 15W này. Đấy. Con motor 15W này, sử dụng điện 220V anh em nhé. Đấy. Tốc độ quay của nó là 1.200 vòng trên phút, và ở đây có một cái hộp số rồi. Hộp số giảm tốc của người nó quay khá là chậm nhé. Đấy. Đấy rồi, mã R49 nhé, có giá là 1 triệu 150.000 đồng một bộ nhé. Đấy. Anh em cần thêm chi tiết thì có thể inbox qua Zalo cho bên em, nhân viên bên em sẽ có thể tư vấn cho anh em nhé. Đấy. Tiếp theo ở bên trong em có một con biến áp cách ly điện 220V đầu vào và ra cũng 220V 4kVA nhé. Anh em nào cần thì có thể inbox qua bên em. Đấy, tiếp theo thì là những cái thanh nhôm định hình này. Đấy, thanh nhôm định hình 3x3 anh em nhé. Kích thước này, kích thước thanh nhôm định hình là 3x3 cm này. Đấy. 3x3 cm, em có khá là nhiều nhé, thế nên mà em đã ghi sẵn ra một cái bảng như thế này rồi này. Hàng em có nhiều nên em ghi sẵn ra những cái bảng này, thông số nhôm 3x3 này, chiều dài này, và giá ở đây là một thanh nhá. Đấy, ở đây em có chiều dài là 67,5 và 68,5 cm này. Giá đồng giá là 70.000 đồng một thanh nhá. Dài 70,5 này, 73 và 74,5 cm này, đồng giá là 75.000 đồng một thanh. Dài 80, 83 và 84,5 cm, đồng giá là 85.000 đồng một thanh nhá. Dài 91 cm, 90.000 đồng. Dài 98 cm là 100.000 đồng này. Dài 1m14 này, 114 cm này là 120.000 đồng này, là còn 3 thanh này. Dài 1m23 này là 130.000 đồng này. Dài 1m35, 1m38 đồng giá là 145.000 đồng một thanh nhá. Dài 1m44 này là 150.000 đồng một thanh. Dài 1m58 là 160.000 đồng một thanh anh em nhé. Đấy. Đây tiếp tục này. Đây sẽ là dài 1m62 này
là 165.000 đồng một thanh nhé. Dài 1m84 này là 180.000 đồng. Dài 1m91 này là 190 này. Và dài 1m98 là 200.000 đồng một thanh anh em nhé. Đấy, rất là nhiều những thanh em đặt ở bên kho. Rồi, anh em cần những cái thanh nhôm thì có thể liên hệ bên em nhé. Tiếp theo là mã R50 này. Mã R50 có giá là 700.000 đồng một thanh thanh nhôm BIT của Hàn Quốc nhé. Đây anh em nhìn thấy này. À, còn cái tài sản nó còn dán cả cái tem tài sản thế chấp của công ty của ngân hàng Vietinbank nhé. Đấy. À, đây là thanh ion này, à, quản lý ion blower này. Đấy, hàng của Hàn Quốc anh em nhé, Made in Korea này, sử dụng điện DC 24V này, hàng của BIT nhé. Đấy. Thanh này rất là dài này. Rất là dài và có tận 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 mắt ion nhé, thanh ion nhé. Anh em cấp điện 24V bằng cái dây nguồn này. Đấy. Em sẽ có cắt sẵn ra cho anh em để anh em có thể đấu nhé. Đó, mã R50 có giá là 700.000 đồng một thanh nhé. Thanh rất là dài, có tay bắt đầy đủ anh em nhé. Thanh dài và có tay bắt đầy đủ cho anh em. Mã R50 nhé, 700.000 đồng một thanh. Tiếp theo là mã R51 nhé. Mã R51 sẽ có giá là 140.000 đồng một cặp này. Ở đây thì em có những cái cặp trượt có chiều dài là 40,5 cm nhé. Đấy, chiều rộng là 3,5 và độ dày ở đây là 2 cm này. Đấy, dài 40,5 khi mà dài hết cỡ hành trình của nó đi được là 83 cm nhé. Đấy, hàng slide của Hàn Quốc nha, anh em nhìn thấy chữ slide Korea này. Đấy, nó hơi bóng một chút này. Slide Korea này. Đấy. Này xem cái chỗ nào nó đây cái tờ cái này phần này nó sáng hơn sẽ nhìn hơn này. Đây, slide Korea nhé, đây, hàng của Hàn Quốc này. Đó, Korea này, slide Korea này, đó. Giá là 140.000 đồng một cặp thôi, cực rẻ luôn, à, cực chắc chắn nhé, mã R51 nhé. Rồi, tiếp theo mã R52 này, em có những cái bình bình lọc. Đấy, bình lọc nước anh em nhé, bình lọc nước anh em có thể sử dụng trong gia đình rất là tiện dụng nhé. Đấy, kích thước chiều dài tổng thể nó khoảng là 36 cm nhé. Đấy, đường kính ở đây là 9 cm anh em nhé, có vị trí xả ở đây này. Tất cả nó được làm bằng inox 304 anh em nhé, inox 304 hết đó. Mã R52 chỉ có giá là 780.000 đồng, 780.000 đồng một cái nhé, một cái bình như này có chân đế luôn nhé. Đấy. Đấy, có chân đế này. Bình có chân đế cũng làm bằng inox luôn nhé. Mã R52 780.000 đồng một bình nhé. Lọc thì anh em mua ngoài thị trường có hết nhé. Có thể thay thế sẵn, có những cái đồ ngoài thị trường được thay thế sẵn nhé. Tiếp theo mã R53 này. Mã R53 có giá là 180.000 đồng, 180.000 đồng một cái cánh này. Cánh này thì có cái khung bằng in, khung gọi là khung và bản lề sẵn này, được hàn sẵn này. Khung và bản lề sẵn nhé. Ở đây thì có mica này, mica này thì bị sứt ở đây nhé. Đây anh em nhìn thấy này, mica ở chỗ tay cầm bị vỡ này, do họ vận chuyển nhà máy họ dùi nhé, bị vỡ hai cánh đều bị nhé. Đấy. Kích thước cánh này dài là 45,5 này, rộng là 30 nhé. À, tính thêm cả cái phần xương của nó này, có nghĩa là cái phần chốt, cái phần này này, cái phần cố định coi như là cái khung nhá. Đấy, cái phần như kiểu phần khung này thì nó sẽ dài là 33 cm nhé, à rộng là 33 cm nhé. Ở đây này nó sẽ bo cạnh lại thì nó sẽ là 2 cm. Đấy, sẽ là 180.000 đồng một cánh anh em nhé, 180.000 đồng một cánh nhé. Đấy. cánh nào cũng bị nứt ở đây rồi, bị vị trí chỗ này rồi. Đấy. Đấy, 180.000 đồng một cánh mã R53 nhé. R53 180.000 đồng một cánh nhé. Tiếp theo là mã R54 này. Mã R54 sẽ có giá là 220.000 đồng một cái chân thép. Đấy, một cái chân thép như thế này. Đấy. Chân thép này có chiều cao là 19 cm nhé. À, kích thước mặt đế là 24 x 11 này. 24 x 11 và mặt trên là 21 x 12 nhé. Đấy.
mã R54 có giá là 220.000 đồng một chân nhé, và em có số lượng 10 chân này. Tiếp theo là mã R55 này. Đấy, mã R55 ở đây thì em có một cái cụm mặt trước thì bên trên nó sẽ là gắn quạt, và mặt bên hông này nó sẽ gắn những cái đường ống để nó hút bụi này. Đây, nó hút có những cái bụi này. Đấy, kích thước chiều dài ở đây sẽ là 25 cm nhé, và độ dày ở đây là 16 cm. Đường kính cái mặt này nó sẽ là 16 này, đường kính cái mặt tròn 16 này, đường kính mặt tròn nhỏ là 7,5 này. Đó, ở đây gắn một con quạt và ở đây gắn hai cái đầu hút đi là được rồi. Mã R55 200.000 đồng một cái nhé, một cụ chìa đấy, bằng thép anh em nhé. Tiếp theo là mã R56 có giá là 350.000 đồng một chân. Ở đây thì em có những cái chân bằng inox đó. Chân bằng inox thì chắc chắn là nó sáng bóng và bền suốt đời luôn rồi. Kích thước chiều cao là 27,5 cm này. Đấy. Cái mặt này này, cái mặt này với mặt dưới thì kích thước bằng nhau nhé, có kích thước là 16 x 7,5 nhé. Đấy. Mã R56 350.000 đồng một cái chân này bằng inox nhé. Tiếp theo là mã R57 này sẽ có giá là 450.000 đồng. 450.000 đồng một cái trụ chân bằng nhôm. À xin lỗi anh em, trụ chân bằng inox dạng tròn này. Đấy. Có chiều cao tổng thể là 36 cm nhé. Chiều cao bằng 36 cm nhé. Kích thước này, dài nó sẽ là 15 này, và rộng nó sẽ là 10 cm nhé. Đấy, mã R57 này sẽ có giá là 450.000 đồng một chân này nhé. Em chỉ còn một chân này thôi. Chân này thì em chỉ có một chân nhé. 450.000 đồng, mã R57 nhé. Tiếp theo ở đây là mã R58 này. Mã R58 thì em có những cái bình khí SMC. Bình khí của SMC nhé. Công ty thì đặt tại Trung Quốc, thế nên mà nó có made in China ấy, bình khí của SMC nhé. Ở đây thì là bình nó sẽ chịu được là 15 cân nhé. Bình chịu được 15 cân và dung tích của nó là 5 lít này. Đấy, dung tích là 5 lít anh em nhé. Bình chịu được 5 cân này, 1,5 MPa này. Đấy, hàng của SMC, chân đế. Đấy, hàng bãi, hàng tháo máy thì hàng bãi thì nó sẽ có xước sát, anh em về có thể vệ sinh hoặc là xử lý lại nhé. Đấy, kích thước chiều dài tổng thể là 38 cm này, và chiều cao là 27 này, 26 27 cm nhé. Mã R58 này sẽ có giá là 320.000 đồng một bình nhé. 320.000 đồng một bình. Bình này nặng ở tầm 7-8 kg một bình này nhé. Đó. Tiếp theo là mã R59 này. Mã R59 này em có giá là 2.600.000 đồng một con bơm nhé. Con bơm này là con bơm của Đức nhưng mà sản xuất tại Hàn Quốc nhé. Con bơm ESCO của Đức sản xuất tại Hàn Quốc, công suất là 700W 1HP nhé. Công suất là 1HP 700W. Ở đây thì sẽ cắm điện và test luôn cho anh em nhé. Đây, cắm điện. Ở trong cái khu quay video thì em không test được nước anh em nhé. Anh em em chỉ cắm chạy cho anh em thôi. Đấy. Đấy, cái bầu của nó này được làm bằng inox này. Đấy, các đường ống của nó sẽ được làm bằng inox nhé. Đấy, con này là công suất là 750W nhé. Đây, nó có thể chạy được 3 pha hoặc là 3 pha 380 hoặc là 220V nhé. Ở đây thì em đang đấu sẵn 220V này. Cắm điện luôn cho anh em này. Đấy, nó đã chạy rồi anh em nhé. Đấy, nó chạy rồi, em chỉ test cho nó chạy thôi, chứ còn để cho nó chạy không thì nó cũng bình thường lắm. Đấy, đây em đã đấu sẵn 220V, anh em chỉ việc cắm phích về chạy thôi nhé. Đấy, mã R59 này 2.600.000 đồng một con nhé. 2.600.000 đồng, bầu rất là to này. Đấy, kích thước chiều dài motor nó sẽ là 41-42 cm nhé. Đấy, chiều cao sẽ là khoảng 26-28 cm nhé. Và đường kính cái bầu này, đường kính cái bầu này thì nó sẽ là khoảng 20 cm nhé. Mình cái bầu này, cái bầu áp đẩy này 20 cm nhé. Đấy. Con này thì là chỉ là bơm đẩy anh em nhé, nó không phải là bơm hút nhé, bơm đẩy thôi. Đấy. Rồi, tiếp theo ở đây là mã R60 này.
MS60 thì em có những cái con quạt hút cũng là 750W anh em nhé. Quạt hút 750W này. Đấy. À, công suất rất là mạnh nha anh em nhé. Tôi đo kích thước xong lại tiếp tục đo kích thước xong rồi thì ấy cho anh em nhé. Chiều cao của nó là 38cm nhé. Rộng ở đây cũng là 38cm nhé. Và độ dày toàn bộ là 20cm nhé. À, cái motor nó được âm vào bên trong này. Đấy, có nghĩa là quạt nó quay thì nó hút gió từ vị trí này vào, nó hút luôn cả cái ở đây để tản nhiệt cho được cả motor nhé. Quạt quay rất là mạnh anh em nhé. Đấy. Quạt này thì siêu mạnh rồi. Đây, 750W này. Ở đây thì tốc độ quay của nó là 2800 vòng nhé anh em nhé. Tốc độ quay là 2800 vòng và cái flow của nó này là 2500 mét khối trên giờ anh em nhé. 2500 mét khối trên giờ. Đấy, tốc độ quay. Đấy, nó khá là mạnh, nó phù khá là mạnh nhá. Nên là em chỉ test quay một phát cho anh em thôi. Đấy. À, giá là 1.900.000 đồng mã R60 anh em nhé. Những cái con quạt 750W này nhá. 750W. Đấy. À, giá là 1.900.000 đồng. Đấy. Rồi, tiếp theo ở đây là em có những cái tấm flip cam anh em này. Đấy, có tấm flip cam. Đấy. Dài là chiều dài của nó sẽ là 70cm này. Rộng là 29,7 này. Và dày là 8mm nhé. À, nó có thể có cái, nó sẽ có tấm dài chỉ có rộng là 29,6 thôi. Nó chỉ chênh nhau có 1 đến 2mm thôi nhé. Cái chiều rộng này sẽ có tấm rộng có một chút này. Cái là 29,7mm này. À, có nghĩa là 297. Đấy. Và là 296 nhé. Nó có kích thước là 297 hoặc 296. Nó lệch nhau 1mm nhé. Và độ dày thì nó như nhau. Số lượng thì nó cũng như nhau. Có số lượng nhiều nhé, khoảng 10 tấm cho anh em. Giá là 220.000 đồng một tấm nhé. Kích thước này, dài 70 này, rộng 29,7 này. Và độ dày là 8. Độ dày là 8mm nhé. Đó. Rộng 29,7 ở đây là 29,7cm nhé. Dài 70cm cho anh em. Đấy, giá là 220.000 đồng một tấm này nhé. 220.000 đồng một tấm. Mã số 1 nhé. Mã flip cam số 1 này anh em này. Flip cam 1 cho anh em này. Tiếp theo là mã số 2 nhé. Mã flip cam số 2 có giá là 260.000 đồng một tấm nhé. Đấy. À, kích thước chiều dài là 82cm này. Đấy. Rộng là 29,6 này. Và độ dày cũng là 8mm nhé. À, kích thước số lượng của nó khoảng chục tấm anh em nhé. Đấy. À, giá là 260.000 đồng một tấm cho anh em. Mã flip cam số 2 này. Flip này là flip Nhật anh em nhé. Flip Nhật đàng hoàng. Rất là đẹp và rất là mới nhé. Tiếp theo là mã số 3 nhé. Mã số 3 có giá là 480.000 đồng này. Mã số 3 có giá là 480.000 đồng một tấm nhé. À, kích thước chiều dài là 1m53 này. Rộng là 29,8 nhé. Nói chung là nó cũng dao động từ 29,2 đến 29,8 nhé. Có nghĩa nó lệch nhau khoảng mấy mm đây. Con này là 29,3cm này. Con này đang là 29,3 anh em nhé. Đấy. Dài 1m53, rộng 29. Em cứ cho rộng là 29 đi cho nó dễ. Dài 1m53 này, rộng 29cm này. Và độ dày là 8mm nhé. Đấy. Số lượng thì có khoảng 20 tấm cho anh em. Giá là 480.000 đồng một tấm nhé. Hàng flip của Nhật anh em nhé. Flip này là flip của Nhật anh em. Flip Taku cái gì à? Fukamira nhé. Fukamira của Nhật nhé. Anh em có thể tra những cái mã này. Cái mã FL102 này. FL102 này là ra này. Đó. Hàng hàng của Takulai anh em nhé. Sẽ có tấm có tem này và sẽ có tấm tem nó nằm ở đây. Đấy, sẽ có tấm nằm ở cái tem của cái tấm này và sẽ có cái nó nằm ở cái thanh này. Đấy. Đây, nó sẽ có cái nằm ở thanh nhá. Đó.
Tiếp theo là ở đây là Fibka mã số 4 nhé. Đây, mã số 3 đây nhé. Mã số 3 là 480.000 đồng một tấm nhé. Còn cái này là thanh. Đấy, thanh này là 100.000 đồng này. 100.000 đồng một thanh này. Mã Fibcam số 4 này. À, chiều dài 1m53 này, rộng là 5,2 cm và độ dày là 8 mm nhé. Số lượng em có khoảng 20 thanh như thế này thôi. Đấy, giá là 100.000 đồng một thanh nhé, cũng là Fibcam của Nhật, nó cắt ra từ một cái tấm to thôi. Fib số 4 là 100.000 đồng một thanh anh em nhé. À, tiếp theo là mã Fib số 5 này, có giá là 50.000 đồng một thanh này. À, dài là 67 này, 67 cm này. À, rộng là 6 và độ dày là 8 mm nhé. Giá là 50.000 đồng một thanh, thì em có khoảng 20 thanh gì đấy thôi. Mã Fibcam số 5 anh em nhé. Tiếp theo là mã Fib số 6 này. Mã Fibcam số 6 này. À, nó dài là 67 anh em nhé. Dài cũng 67, rộng là 5 và độ dày là 8 mm nhé. Độ dày là 8 mm. À, 45.000 đồng một thanh và em có khoảng 16-17 thanh rồi nhé. Mã số 6 nhé. Đây, kích thước ở đây anh em có thể để ý nhé. Giá là 45.000 đồng một thanh cho nha. Tiếp theo ở đây là mã số 7 này. Mã Fib số 7 này. Có giá là 160.000 đồng một tấm nhé. Cái số lượng này, cái loại tấm này thì em cũng chỉ có một tấm thôi. Dài 96 cm nhé. Rộng 20 cm và độ dày là 8 mm. Em có một tấm này, giá là 160.000 đồng cho nha. Đấy, con Fib này thì nó hơi xước xước một chút này. Đó. Nó màu nó đậm hơn một chút nhé. Đấy, màu đậm hơn con bên này. Đấy, giá 160.000 đồng mã Fib Cam số 7 anh em nhé. Tiếp theo lên cho anh em một ít ke góc nhôm này. Ke góc nhôm cho thành nhôm định hình kích thước 4x4 anh em nhé. Ke góc nhôm cho thành nhôm định hình kích thước 4x4 nhé. 4x4. Đấy, giá là 100.000 đồng 30 cái anh em nhé. Ke góc nhôm cho thành nhôm định hình kích thước 4x4. Đấy, ke này là ke phổ thông thôi. Giá rẻ 100.000 đồng 30 cái nhé. Mã ke góc nhôm này. Ke góc nhôm anh em về cho thành nhôm định hình 4x4 nhé. Hoặc là anh em gắn vào cái mặt 4cm là được. Đấy, giá là 100.000 đồng 30 cái ke góc nhôm 4 nhé. Tiếp theo ở đây thì em có ốc lục giác này. Ốc lục giác M8 này, giá là 80.000 đồng 1 kg nhé. Ốc lục giác M8 này đây. À, một loại, độc một loại anh em nhé. Độc một loại M8 thôi. Giá là 80.000 đồng 1 kg. Đấy, ốc M8 này có chiều dài tổng thể là 2,8 cm nhé. Đấy, cái phần gen của nó chiều dài là 2 cm anh em nhé. Ốc M8 giá là 80.000 đồng 1 kg nhé. Riêng một loại ốc này M8 80.000 đồng 1 kg thôi nha. Tiếp theo là cũng là ốc M8 thôi. Nhưng mà ốc này thì cái đợt Tết em nghĩ hơi dài, hơi một gần một tháng ấy, không để ý thì nó bị ẩm. Đấy, vào cái chỗ mưa phả nó bị ẩm. Thế nên mà nó han mất một ít ốc. Đấy, nó han mất khoảng đôi ba tạ gì đấy. Đó. Thì giá là 60.000 đồng 1 kg cho anh em nhé. Những con ốc này nó hơi han một chút này. Đấy, 60.000 đồng 1 kg. Anh em nào mua 2 kg các loại ốc này, em bao ship luôn nhé. Đấy, thành lý rất là rẻ luôn cho anh em này. Nó cũng không phải là han lắm đâu, nó cũng han thôi, nhưng mà nó vẫn sử dụng bình thường anh em nhé. Đấy, giá là 60.000 đồng 1 kg nhé. Anh em mua mình ốc này, 2 kg mình ốc này thôi thì em sẽ bao ship nhé. Còn mua lẫn lộn những cái khác thì em không bao ship được, tại vì nhiều cái hàng nó khá là nặng. Đấy, chỉ mua mình 2 cân ốc này em bao ship, vì hàng không may nó bị dính một tí nước mưa vào, phả vào thì nó han mất một ít nhé. Đấy, khoảng đôi ba tạ gì đấy thôi. 60.000 đồng 1 kg cho anh em mã ốc lục giác M8 cũ này, loại 60.000 đồng 1 kg nhé. Tiếp theo ở đây thì em có ốc lục giác loại lẫn lộn anh em nhé. Đấy, loại ngắn, dài, to, nhỏ, lẫn lộn này, 80.000 đồng 1 kg nhé. Ốc lục giác loại đẹp nhé. Đấy, lẫn lộn này, có lẫn cả những con lông đen này. Đấy, ốc lục giác lẫn lộn này, có lẫn cả lông đen này, dài ngắn lẫn lộn này. Đấy, giá 80.000 đồng 1 kg nhé. Đó, rất là đẹp.
Tiếp theo ở đây thì em có lùa 4 này. Những con lùa cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 nhá. Đấy, 4x4 hoặc là 8x8 nhá. Là gắn được anh em nhé. Cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 hoặc là 8x8. Giá là 130.000 đồng 1kg nhá. 130.000 đồng 1kg cho những con lùa 4 nhá. Đấy. Rồi, anh em đang theo dõi video cho em xin một like và một bình luận dưới phần mô tả nhé. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Đấy, những cái món ốc này thì là em đã lên ở dưới ở cuối video rồi. Đấy, thế nên mà anh em nào được món hàng nào có thể nhanh tay liên hệ vào số điện thoại để chốt đơn anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.